trong hậu trường hay là trong quá trình ghi hình thì Lan Khuê vẫn cảm thấy thích những gì mà chị Hồ Ngọc Hà thể hiện. The Face thì nó không có một cái bản phân vai nào ở đây. Tất cả mọi thứ là thể hiện được cái nét cá tính cũng như tính cách và phong cách và cái đường lối chiến lược của mỗi người. Cho nên nó từ đó mà nó thể hiện ra thôi, chứ không thể nào mà có thể lựa chọn được. Trong những cái điều mà Lan Khuê cảm thấy nhớ nhất đó chính là Khuê và stylist của mình gần như phải đánh vật, không biết là phải chuẩn bị bao nhiêu là bộ đồ cho vừa. Nhiều khi cái thời gian nó rất là gấp gáp, cho nên mọi thứ cuốn cuồng cả lên và có rất là nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra. Có hôm mà sau khi quay xong á, về nhà là cười hớn ha hớn hở đi ngủ, nhưng mà có hôm về nhà là khóc lóc sướt mướt. Nói chung là qua The Face có rất là nhiều cảm xúc nó diễn ra. Thật ra đó thì lúc đầu á, Khuê khi mà thấy những cái biểu cảm ảnh chế mình cũng sợ. Tại vì bản thân Khuê đi làm đại diện cho một số nhãn hàng thì cái hình ảnh của mình rất là quan trọng. Nhưng mà sau này khi mà nghe mọi người nói lại thì có vẻ như là những hình ảnh đó lại khiến cho mọi người cảm thấy thích thú hơn. Thì mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiều lắm, mình cũng không biết được cái nào luôn á. Chỉ là biết được rằng những lúc đó mình cảm thấy bị tổn thương. Không sợ xấu, chỉ sợ mọi người nghĩ rằng mình nhạt, mình thiếu muối. Đó là cái điều mà Khuê sợ nhất. Ở thời điểm này, Lan Khuê nghĩ rằng các mình đang có chính là tuổi trẻ nè, là năng lượng, là cơ hội. Thì chắc là ưu tiên một chút xíu cho công việc. Thế nhưng mà không phải vì vậy mình bỏ lơ chuyện tình yêu. Truyền hình thực tế ở nước ngoài nó khác với Việt Nam. Truyền hình thực tế thật sự chính là cái cánh cửa, là cơ hội, là tương lai. Và bất kỳ một ai khi mà quyết định tham gia, họ đã đặt cược tất cả tương lai vào đó. Cho nên có thể nói rằng Lan Khuê sẽ say yes với truyền hình thực tế và các cuộc thi về người mẫu. Và Lan Khuê hy vọng rằng nó sẽ là những cuộc thi, những chương trình thật sự đem tới chuyên môn.